trúc mới được khánh thành giữa năm 2018 và được cho là có tầm ảnh hưởng lớn đối với du lịch Đà Nẵng, đó chính là cây cầu vàng trên đỉnh Bà Nà Hill với thiết kế độc đáo, mới lạ. Hai bàn tay rêu phong to lớn nắm lấy cây cầu vàng nằm lơ lửng giữa trời. Địa điểm này đã thu hút hàng ngàn du khách đến thăm công trình đẹp mắt và độc đáo này. Chính vì sự mới lạ và ấn tượng của cây cầu nên câu hỏi cầu vàng Bà Nà Hill ai thiết kế được rất đông du khách không khỏi tò mò. Một, đây là công trình nối dài từ ga Marseille cho đến vườn Thiên Thai và vườn hoa Lơ Giác Đanh Đa Mơ. Cây cầu được thiết kế trong vòng 1 năm và xây dựng cũng trong 1 năm. Một cây cầu đặt ở địa hình núi cao hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt như Bà Nà đòi hỏi chất liệu tạo nên cây cầu cũng phải đặc biệt. Những vật liệu nào được chọn sử dụng để tạo nên cầu vàng và giữ cho cây cầu bền vững với thời gian ở nơi khắc nghiệt đó? Cầu vàng gồm 8 nhịp, 7 trụ và 2 mố với tổng chiều dài 150m. Bề rộng toàn bộ cầu là 5m, trong đó phần mặt cầu dành cho người đi lại rộng 3m, hai bồn hoa mỗi bên rộng 1m, kết cấu móng mố trụ cầu bằng bê tông cốt thép. Các trụ cầu và chân nhện được làm bằng thép ống. Kết cấu nhịp bằng hệ thống dầm thép chữ Y liên kết với nhau theo dạng khung chắc chắn. Vỏ cầu được ốp bằng thép tấm sơn nhũ vàng phối hợp với lan can bằng inox mạ titan vàng bóng tạo hiệu ứng sáng rực trước ánh sáng mặt trời. Mặt cầu được lát bằng gỗ kiền kiền tự nhiên. Đây là loại gỗ rất bền ngoài không khí, không bị mối mọt. Với thiết kế và chất liệu như vậy, công trình đảm bảo tính bền vững trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Bà Nà. Công trình cầu vàng Đà Nẵng được thiết kế bởi Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc Cảnh Quanta Landscape Architecture thuộc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc sư trưởng ông Vũ Việt Anh cho biết ông rất tự hào vì công trình này bởi hình ảnh của chiếc cầu đã lan truyền mạnh mẽ đến du khách từ khắp nơi trên thế giới và được mọi người đón nhận và ủng hộ. Ông cho biết khi tiếp nhận yêu cầu về dự án xây dựng cầu vàng, chúng tôi đã phải trăn trở suy nghĩ rất nhiều để làm sao thông điệp của chúng tôi về cảnh quan thú vị này có thể thu hút được mọi người đến và trải nghiệm. Làm sao để hạn chế tối thiểu sự tác động đến thiên nhiên và địa hình nơi đây, rất nhiều những câu hỏi được đặt ra. Và cuối cùng, ý tưởng hai bàn tay nắm lấy cây cầu vàng cũng nảy lên khi chúng tôi đứng từ trên núi nhìn về phía thành phố và nghĩ rằng mình như đang đứng trên bàn tay của một vị thần khổng lồ vậy. Hai, thời gian khánh thành cây cầu vàng trên đỉnh Bà Nà Hill chỉ vừa được khánh thành vào tháng 6 năm 2018 thôi, nhưng đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội cũng như trên các diễn đàn về du lịch. 3. Ai là người đầu tư cầu vàng Bà Nà? Cầu nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển với độ dài 150m. Một công trình vô cùng ấn tượng với chủ đầu tư là tập đoàn Sun Group. 4. Cầu vàng mang tính nghệ thuật, cây cầu như một kiệt tác lơ lửng giữa không trung, sương mờ bao quanh tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Du khách đứng trên cầu hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ khung cảnh của núi rừng, thiên nhiên kỳ vĩ và phía xa là thấp thoáng thành phố Đà Nẵng thân thương. 5. Cầu vàng Bà Nà với báo chí nước ngoài. Vốn dĩ khu du lịch Bà Nà Hill đã là một địa điểm du lịch nổi tiếng với hệ thống cáp treo với nhiều kỷ lục thế giới, khu làng Pháp, vườn hoa tình yêu, cùng khu vui chơi đầy thú vị. Dự đoán là lượng khách du lịch sẽ còn tăng mạnh nữa bởi cầu vàng đang có một sức hút mạnh mẽ đối với du khách. Cây cầu cũng được nhiều trang báo nổi tiếng trên thế giới như trang tin tức dành cho giới trẻ Mỹ BuzzFeed, tạp chí điện tử nổi tiếng thế giới về kiến trúc và thiết kế Design Boom. Website kiến trúc có lượng truy cập nhiều nhất thế giới Arcway, hết lời ca ngợi. Đặc biệt là tờ báo danh tiếng BBC News của nước Anh đã viết về cầu vàng với tựa đề như sau: cây cầu vàng Việt Nam dạo bước qua bàn tay vị thần. Cây cầu vàng đã được giới truyền thông trên thế giới đặc biệt quan tâm như thế chứng tỏ sức hút về kiến trúc của cây cầu là hết sức mạnh mẽ. Những giải đáp trên đây chắc các bạn cũng đã hiểu rõ và hết thắc mắc về câu hỏi cầu vàng Bà Nà Hill ai thiết kế rồi phải không nào? Mong rằng bạn sẽ có một chuyến đi với những trải nghiệm tuyệt vời tại đây nhé!